và xin chào anh em đã đến với Gấu To, và mình là Gấu đây, còn bên mình đấy chính là anh Tướng Tò Mò. Buồn ngủ qua mình đang zip lại các bạn ơi. Đây là một chuyến đi trải nghiệm cái việc mà đi xe lửa từ Nam ra Bắc, ăn uống ngủ nghỉ các thứ trên này luôn. Tính ra là đi xuyên Việt ha. À, tụi mình đang đi xuyên Việt. Mỗi một tỉnh được dừng lại 3 phút. Tàu này thì cũng các bạn đi thì cũng như đi máy bay vậy đó, thì nó cũng có là phục vụ đồ ăn cho mình. To của mình thì bằng gỗ và nhìn rất là kiểu mà cổ điển, kiểu giải phóng. Bây giờ mình với anh Tuấn đang chuẩn bị đi kiếm gì để ăn. Là hiện tại tụi mình đang ở to 10 thì mình phải đi lên tầng to thứ nhất thôi. Tầng to thứ nhất là thứ hai đó. Rất là dài. Thì trên xe lửa thì họ có từ to 11 kia đó thì là toàn là giường thôi. Còn lại là sẽ là ghế ngồi, ghế nằm, các thứ. Cái nhà vệ sinh là một cái rất quan trọng trong mỗi chuyến đi thật là dài. Và đặc biệt là hôm nay tụi mình sẽ đi Bắc Nam nữa. Thật sự chuyến đi này là một chuyến đi có thể nói là vô cùng khắc nghiệt với mình và anh Tuấn. Xa phải. Mình đã tới được căng tin của xe lửa và mình xuống được cái bánh bao. Thì hiện giờ là trên xe lửa chỉ phục vụ bánh bao thôi các bạn. Và một lon coca nữa. Em ăn cái này là từ đây ra Hà Nội. Mỗi ngày nửa cái. Cách gót coca trên xe lửa. Thì gót coca. Bây giờ mỗi thằng một lon. Gót. Mình với Tuấn sẽ thi ngót coca trên xe lửa. Ngót trên xe lửa khó lắm các bạn ơi. Okay. Em thấy dễ hả? Ừ, mày chỗ này nó hết xong rồi. À, bây giờ không, trên xe lửa khi mà ở qua những khu dân cư á thì xe lửa nó sẽ chạy không nhanh và nó lắc nhiều hơn bình thường, nên là như là cầm cái gì nó cũng sẽ kiểu này. Mày phải giữ cao này hả? Cầm cho nó sẽ kiểu này. Cái bánh bao xe lửa là một lon nước ngọt giá là 30.000, và các bạn sẽ thấy được cái sự kỳ diệu đó chính là cái nhân bé. Có thường những chuyến đi dài kiểu này á thì mình hay mua đồ ăn, nhưng mà tại nãy Gấu với anh Tuấn đi lại trễ, chỉ còn đúng khoảng 2 phút nữa là tàu chạy thì Gấu với anh Tuấn là đã bước lên tàu. Đây là một chỗ các bạn không cần nghe nhạc, các bạn không cần cắn cuốc, nhưng mà các bạn vẫn lắc. Thật sự là lên tàu mình cũng không được luôn, tại vì là bạn nhất là đã rất là mệt rồi, nhưng mà do tàu chạy kiểu mà sập sinh đó. Và giờ này mới chỉ là 11 giờ thôi, mình chưa ngủ được và chả biết làm gì hết, ngoài cái chuyện là mình kiếm được một vài cái ghế thế này. Cái cảm giác của mình đó là rất là mệt luôn, bởi vì thứ nhất là không được ngủ, mình đã nói hồi nãy rồi. Thứ hai là trong một cái phòng đó, nó quá, không gian nó quá nhỏ, và bọn mình đã phải ra ngoài hành lang. Đây là hành lang này các bạn, đây là cái hành lang. Rồi mình đang phải ngồi vào hành lang để kiểu như là cho thoải mái hơn, mặc dù là ngồi ghế nhựa, ghế đậu thôi, nhưng mà cảm giác nó thoải mái hơn cái phòng rất là nhiều lắm. Kiểu như là cứ phải nằm, mà giờ này là không phải giờ nằm. À đúng rồi, mình mới phát hiện ra một cái thứ rất là hay ho trên tàu, đó chính là máy nước nóng. Đây, các bạn có thể đem mì gói, mua mì gói lên. Nhìn mua mì gói lên, đừng mua mì gói trên này, mì gói trên này mà phải. Hay là những cái gì mà mình ngồi đợi ông Tuấn làm việc. Ông làm việc nãy giờ. Thì mình đã phải tốn rất là nhiều tiền cho mấy cái này. Kỹ thuật quý khách, đoàn tàu SE6 đang được quý khách Nha Trang. Là cái lo đó, nó không thể nào mà nó nhỏ là nhiều. Mặc dù có cái volume của những cái trên tàu, nghe không là cái volume.
Nhưng mà đúng là nó cũng lớn, nó lớn ơi là lớn luôn. Ok, và cái loa nó tắt rồi, mình tiếp tục nói chuyện với các bạn. Bây giờ tụi mình đã đến Nha Trang. Mình tiếp tục câu chuyện về cái loa này. Cái loa nó bắt đầu phát nhạc các bạn ạ. Cái loa nó bắt đầu phát nhạc, nó hát cái gì đó, nó lẩm bẩm trong miệng. Xóm hát đi em ạ. Xóm hát đi. À, đó là một cái bạn người nam hát giọng rất là bùi quá. Mình tưởng cái loa khốn nạn nó lại hát. Người hát thì được. Quay mấy bạn mà nhân viên trên tàu cho các bạn xem. Thì đó là những người mà phục vụ trên tàu. Họ làm việc khá là vất vả luôn các bạn. Họ phải đi từ Nam ra Bắc cho chuyến tàu này. Rồi họ đi cũng ngày tại một nơi đó, rồi họ bắt đầu chở ngược lại. Mà công việc của mình thấy đặt bản thân mình đi chơi rồi mình đã thấy nó vất vả rồi. Muốn gì một người mà cứ phải làm công việc này liên tục cả suốt cuộc đời của mình, có thể nói là nhìn họ vất vả lắm. Thì đó chính là cái chị bán đồ ăn, bán đủ thứ luôn. Bà hỏi bà đi qua thì bà bán cà phê nước ngọt, mà cỡ 20-30 phút sau thì bà bán tới cơm hộp, rồi 20-30 phút sau nữa cái bà bán tới mía xoài, 20-30 phút sau nữa cái bà bán tới mì gói. Một người phụ nữ kỳ diệu. Thì nếu mà các bạn đi du lịch đó thì các bạn hãy chọn hai địa điểm đó, đó chính là Đà Nẵng và Nha Trang. Để các bạn đi xe lửa thì các bạn đi Đà Nẵng và Nha Trang bằng xe lửa thì có nghĩa rất là thú vị và tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn. Bởi vì vé máy bay đi Đà Nẵng và Nha Trang rất là mắc, và khi bạn đi xe lửa thì các bạn sẽ nhìn được nhiều cảnh hơn, xịn hơn, mặc dù đồ ăn đi cướp. Tụi mình được dừng ở ga này 7 phút và cảm giác đó chính là tụi mình đã thoát khỏi cái thế giới tàu lửa. Đây là chiếc tàu của mình, nó rất là dài các bạn. Đó là mình đang có một cái hàng xôi ngay đây, các bạn thấy không? Đây là cái hàng xôi. Cái hàng xôi ngay cái bánh xếp hàng cho dài cho đẹp. Đây, và đây là mì. Các bạn thấy đằng xa kia đó là chiếc xe lửa của mình. Và rất nhiều người mặc áo xanh, đó chính là những người trưởng toa. Thì các trưởng toa có nhiệm vụ là chăm sóc và phục vụ khách trên toa mà họ chịu trách nhiệm. Thì ví dụ như toa của mình thì có cái ông đó đó. Cái ông đứng đó đó là trưởng toa toa mình. Đây, đây nè. Ông nội này là... Oops. Anh này là trưởng toa. Ông đó. Đó, đây là trưởng toa của mình. Anh này là tên là Linh. Có vợ chưa anh? Anh còn có gia đình không? Có gia đình rồi, hai vậy thôi. Mình sẽ coi trong cái hộp xoài 30.000 này nó có cái gì. Ăn cái đùi gà hết 25.000 rồi, 5.000 xôi. Đây chính là hộp xôi gà của gấu. Nói chung là nhìn hình thức thì không đẹp lắm, chỉ có thấy cái đùi gà và nhan nước sốt lên thôi, giống như là xôi ở nhà mẹ gấu làm. Các bạn thấy không? Quay cận tí nè. Thôi rất là ngon. Xôi này các bạn có thể mua ở ga Nha Trang 30.000 một hộp, với một cái đùi gà hơi to to, rất là nhiều xôi, xôi nóng dẻo. Hình như nếp này là mà nếp xịn luôn. Trên tàu đâu có wifi không? Và khi mà họ đẩy xe qua, cái nhân viên nào đẩy xe qua thì họ hỏi các bạn là có mua phiếu cơm không, thì các bạn xuất cái phiếu ra là họ sẽ đưa cơm cho mình. Và cơm trên đây thì là random, và đặc biệt, cái điều đặc biệt á thì tí nữa Gấu sẽ cho bạn thấy là cơm trên này nó sẽ ra sao. Mấy ông, mình và anh Tuấn đã tới ga Tuy Hòa. Đây là cái ga ở Phú Yên và mình muốn một lần được đến Phú Yên để kiếm vợ cho anh Tuấn. Rồi, bây giờ là đến được Phú Yên rồi. Nhưng mà được đến 3 phút thôi. Bây giờ làm nào trong 3 phút kiếm vợ? Kệ. Thôi
về 3 phút rồi không có chọn lọc được nữa rồi. Bán lại đi. Thật ra là tụi mình xuống đây mục đích là chỉ để hít thở không khí của đất liền, của biển Phú Yên. Nhà mình chưa có đi ngủ, mình mới xin mà không cho, cho mượn thôi. Là của anh Linh trưởng toa số 10 của mình. Thì anh Linh nói đây là một cái giống như là đèn xanh đèn đỏ gì đó, thường là để cho cái phía đầu tàu biết là đang đi hay là chạy. Thì mình mở đèn cho các bạn xem. Nó gọi là đèn tín hiệu. Thì nếu mà cái đèn mà nó quay màu đỏ như vậy mà hướng lên đầu tàu á thì là tàu sẽ dừng. Đó là kiểu như là họ liên lạc với nhau á, họ liên lạc với nhau bằng cái đèn này. Cái đèn này là có từ lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ là Gấu đã thấy rồi. Thì đây là màu đỏ là tàu sẽ dừng, còn màu vàng á là tàu sẽ chuẩn bị chạy thôi. Tàu chạy chậm. À tàu tàu màu màu vàng á là tàu chạy chậm. Còn màu trắng là gì ạ? Biểu thị an toàn. Là gì? Là gọi tín hiệu an toàn. À tín hiệu an toàn là đi nhanh. Là đi nhanh. À đúng rồi. Và đây là một người có thâm niên trong nghề là 9 năm rồi, 9 năm đam mê với cái nghề gọi là đi tới lui bằng tàu lửa. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái này. Các bạn đã thấy rất là nhiều trên TV, trên phim rồi trên học hành rồi, các bạn đã thấy tàu cái đèn này rồi đúng không? Giờ nó thấy nè, thấy rõ hơn chưa?